Chào các em, hôm nay thì thầy cùng các bạn sẽ đi vào phần 2 trong cái bài toán về tính khoảng cách từ điểm cho đến mặt phẳng. Trong phần 1 thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cấp độ số 1 khi mình gặp phải bài toán tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng. Đấy là khi mà mặt phẳng của em chứa cái đường cao của hình chóp hoặc của hình lăng trụ. Thế thì trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang cấp độ số 2 khi mà mặt phẳng của các bạn là một mặt phẳng bất kỳ nhưng điểm của các em sẽ là chân vuông góc. Vậy các bạn ghi giúp thầy bài toán về cấp độ số 2 trong phần khoảng cách từ điểm cho tới mặt phẳng. Các em ghi này, cấp độ 2. Đấy là các em sẽ tính khoảng cách từ chân vuông góc, từ chân đường vuông góc đến một mặt phẳng bất kỳ. Các bạn chú ý nhá. Bài toán ngày hôm nay là chúng ta cùng đi tìm hiểu là bài toán về tính khoảng cách từ chân vuông góc. Các bạn chú ý này, từ chân đường vuông góc cho tới một cái mặt phẳng bất kỳ. Ở trong cấp độ 1 thì các em đi tìm hiểu về khoảng cách từ một điểm bất kỳ cho tới một mặt phẳng chứa đường cao. Thế thì trong trường hợp thứ hai là mình sẽ tìm hiểu từ chân đường vuông góc cho tới một cái mặt phẳng. Để trước khi mình chuyển sang cái cấp độ cao nhất là cấp độ số 3 là tính khoảng cách từ điểm bất kỳ cho tới mặt phẳng bất kỳ. Nhưng trước hết là chúng ta cần phải nắm rõ cái cấp độ 2 này. Đây là cái cấp độ quan trọng nhất trong cái phần này các bạn nhá. Các bạn nghe rõ vào. Và để làm được một bài tập tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng thì các em cũng biết rằng là một bài toán này người ta sẽ chia thành 3 cái giai đoạn nhỏ. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn dựng. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chứng minh. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn tính. Và thực tế là các em học sinh ấy, các em hay khó khăn ở cái phần dựng là chính. Tức là các em không biết làm thế nào để các em có thể dựng ra một cái đoạn vuông góc kể từ điểm cho tới mặt phẳng. Thì trong buổi ngày hôm nay thì cũng giống như phần phương pháp số 1 thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em các cái kinh nghiệm dựng để xem là khi mà mình gặp phải cấp độ 2 thì các em sẽ dựng như thế nào cho hợp lý. Nó giống giống như cấp độ 1 các bạn ạ. Nhá. Bây giờ các bạn chú ý xem bên này này. Bây giờ để có cái kinh nghiệm của thầy truyền cho các em về phần dựng khoảng cách từ chân vuông góc cho tới mặt phẳng thì các em hãy nhanh chóng các em dừng hình lại, các em ghi hộ thầy ba cái trường hợp nhỏ này vào. Thì các bạn chú ý này, các bạn dừng hình lại, các bạn ghi ba trường hợp nhỏ này vào. Sau đó thì các bạn sẽ nghe thầy ra. Các em nhớ là các em dừng hình và các em ghi ba trường hợp này trước rồi các em lại tiếp tục bật lên và các bạn nghe thầy ra. Nào bây giờ các bạn cùng nghe nhá. Đây là cái trường hợp dựng khoảng cách từ chân vuông góc cho tới một mặt phẳng. Các bạn có thể thấy là cả 3 trường hợp này đề bài đều yêu cầu các bạn dựng khoảng cách từ điểm A này cho tới mặt phẳng đối diện là mặt phẳng SBC. Từ điểm A này cho tới mặt phẳng SBC là mặt phẳng đối diện. Ở trong bài này thì chúng ta lấy điểm A này tượng trưng cho chân vuông góc bởi vì bạn thấy là SA nó vuông góc. Nhưng các em nhớ rằng là trong những bài khác thì vẫn có những cái điểm khác của vuông góc. Ví dụ như là SH vuông góc, SO vuông góc. Miễn là các em tìm đúng ra cái chân vuông góc đấy là xong. Thì thầy lấy điểm A trong trường hợp này là trường hợp tổng quát, các bạn chú ý nhá. Bây giờ các em sau khi các em ghi xong 3 trường hợp này, các em chú ý này. Kinh nghiệm để các em có thể dựng khoảng cách từ chân vuông góc cho tới một cái mặt phẳng, các bạn chú ý nào. Dựng từ chân vuông góc cho tới mặt phẳng. Đấy là việc đầu tiên là các em đi quan sát cái tam giác ở dưới cùng. Ví dụ là khi người ta yêu cầu các em tính khoảng cách từ điểm A cho tới mặt phẳng SBC, các bạn thấy là S của bạn là cái đỉnh ở trên thì bạn không quan tâm. Vậy là các em đi nhìn xuống cái tam giác ở dưới là tam giác ABC này các bạn. Các bạn nhìn xuống tam giác ABC nhá. Và đây là cái kinh nghiệm dựng cho các em. Bởi vì là chủ yếu là mình dựng theo kinh nghiệm cho nó nhanh. Rồi sau đó thì mình mới quay trở lại mình chứng minh. Trong cái trường hợp mà cái tam giác ABC ở dưới em nhìn thấy này, nó vuông tại đỉnh B. Thế thì kinh nghiệm nhắc mình là các em từ A này, tức là từ chân vuông góc, các bạn kẻ ra một nét vẽ vuông góc với đường SB thì đấy chính là khoảng cách. Các bạn kẻ ra một nét vẽ này vuông góc với đường SB. Đây. Thì đây chính là khoảng cách, ví dụ bạn dựng AH vuông góc với SB. Đấy nhá. Như vậy khoảng cách từ A cho tới SBC sẽ là đường thẳng AH vuông góc với SB. Các bạn ghi đây, AH vuông góc với SB thì AH này chính là khoảng cách. Tương tự với trường hợp số 2 các bạn chú ý này, trường hợp số 2 là trường hợp tam giác hình chóp SABC cũng có SA vuông góc và cái tam giác ở dưới mà các em xét ấy nó vuông tại C.
Thế thì các em chú ý rằng là nếu tam giác ở dưới vuông tại C thì các em dựng thẳng một cái đường vuông góc xuống SC là các bạn sẽ có được cái khoảng cách mà các em cần tìm. Đây, ví dụ bạn dựng AH này, vuông góc SC. Nhìn lại một chút vào hai trường hợp này các bạn nhá. Các em nhìn lại một chút vào hai trường hợp này. Khi mà các em có A là một cái điểm tượng trưng cho chân vuông góc thì khi các em xét cái tam giác ở dưới đây, các bạn nhìn cái tam giác ở dưới, nếu tam giác này vuông tại B thì các em đi dựng đường khoảng cách chính là vuông góc xuống SB. Nếu tam giác này vuông tại C thì các em dựng xuống SC. Hay nói chung lại là gì? Nếu tam giác vuông tại đỉnh nào thì các em sẽ dựng cái đường cao, cái đường khoảng cách ấy vào cạnh bên của đỉnh đấy. Nhớ nhá, tam giác ở dưới vuông tại đỉnh nào này thì các em sẽ dựng khoảng cách vào cạnh bên của đỉnh đấy. Ví dụ vuông tại B dựng vào SB, vuông tại C dựng vào SC, vuông tại E dựng vào SE. Đúng chưa? Nhưng cái trường hợp cuối cùng các em quan sát nào. Trường hợp cuối cùng là cái trường hợp cho hình chóp vẫn giống hai hình chóp kia, nhưng cái tam giác ở dưới của các em nó lại không vuông tại B, cũng không vuông tại C. Thế thì nhiệm vụ của các em là bây giờ mình phải tự tạo ra một cái góc vuông. Các em phải tự tạo ra một góc vuông để các em có thể dựng vào. Và cách tạo ra góc vuông là các em đi này, từ A các em đi dựng một đường vuông góc xuống cạnh đối diện. Đây, ví dụ em dựng AM vuông góc với cạnh đối diện. Thế như vậy là cái tam giác ABC của bạn bây giờ nó vuông tại gì rồi các bạn? Có vuông tại M đúng không? Xong các em kéo cạnh bên SM vào. Rồi các bạn kéo cạnh SM này vào. Rồi các em vẽ một đường vuông góc xuống đây. Vuông góc xuống M. Ở đây là chính là AH. Như vậy các em đi dựng AH vuông góc với SM. Thì AH này chính là khoảng cách. Vậy thầy nhắc lại cho các em này. Các em chú ý như sau nhá. Trong cái trường hợp mà cái tam giác này không vuông tại B với không vuông tại C, các em tự tạo ra một góc vuông bằng cách là dựng vuông góc xuống cạnh đối diện. Xong các em dựng vào cạnh bên. Hoặc là các em có thể học vẹt như sau. Các bạn có thể học nhảy. Đấy là khi mà tam giác không vuông tại B và không vuông tại C, các em tung ra ba nét vẽ. Các em từ A này, các em kẻ xuống một đường vuông góc xuống cạnh đối diện này, các em kéo về đỉnh S này và các em tỉa một đường chéo lên. Đấy nhá. Thì các bạn chú ý về cái trường hợp 3. Như vậy là mình có 3 trường hợp tổng quát cho cái việc dựng khoảng cách từ chân vuông góc cho tới mặt phẳng đối diện. Các bạn yên tâm rằng 3 trường hợp nó sẽ bao tất cả các cái dạng bài toán. Và đấy là cái phần kinh nghiệm dựng mà thầy chỉ cho các bạn. Nó giống như kinh nghiệm dựng thầy chỉ cho các em ở cấp độ số 1 ấy, các em có thể mở lại các em xem lại. Nhưng cái kinh nghiệm này thì chúng ta phải luyện tập nó nhiều nhiều hơn. Được chưa? Thì đây là kinh nghiệm dựng. Sau đó thì các bạn dựng xong các bạn còn phải làm sao nữa? Để chứng minh. Thì các bạn sang bên này nào. Để các em có thể chứng minh được cái đoạn mà các em vừa dựng là khoảng cách thì thôi chúng ta cũng đã nói rồi là các em phải chứng minh là cái đoạn AH này nó vuông góc với hai đường thẳng. Nó phải vuông góc với hai đường thẳng. Nhưng thầy cũng nói luôn cho các bạn là sẽ có một đường có sẵn. Có một đường mà các em nhìn thấy ngay và một đường hơi khó một chút. Đường hơi khó này thường là đường ở dưới các bạn chú ý nhá. Thường là cái đường ở dưới của mặt phẳng ấy. Các bạn cứ nhầm vào cái đường ở dưới. Cái đường này mình sẽ tí nữa mình sẽ phải chứng minh nó vuông góc với AH. Tí nữa thì chúng ta sẽ cùng tính. Thế còn để tính ra cái khoảng cách trong cái trường hợp số 2 này thì các bạn gần như chắc chắn là sử dụng công thức 1 trên. Tức là cái công thức rất quen thuộc trong hệ thức lượng trong tam giác vuông. Đấy là 1 trên A bình, 1 trên H bình thì bằng 1 trên A bình cộng 1 trên B bình. Như vậy đây là những cái kinh nghiệm để các em có thể dựng được ra và có thể tính được một cái khoảng cách từ chân vuông góc cho tới mặt phẳng. Và thầy gọi đây là cấp độ số 2 trong phần khoảng cách từ điểm cho tới mặt phẳng. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu vào các cái ví dụ cụ thể. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ví dụ đầu tiên trong cái phần bài toán cấp độ số 2 tính khoảng cách từ điểm là chân vuông góc cho tới một cái mặt phẳng. Bây giờ các em dừng hình và các em vẽ hình giúp thầy. Sau đó các bạn nhìn lên trên bảng. Đây là cái bài toán cho đáy là hình chữ nhật. Thế như vậy các em nhanh chóng vẽ đáy là hình chữ nhật vào. Đây, các bạn hình chữ nhật thì các bạn vẽ là hình bình hành thôi, vẽ quá nhiều rồi. Do có SA vuông góc thì các em từ S các em gióng thẳng một đường xuống A. CD. SA vuông góc các em đánh dấu nhanh một cái góc vuông ở A này. Đấy là hình chữ nhật. Thế như vậy các bạn có 4 góc vuông ở 4 đỉnh. Rồi. Với AB bằng A nhỏ và BC bằng A căn 3 cho góc giữa SC và mặt phẳng đáy. Đến bây giờ thì các bạn cũng biết ngay góc giữa SC và đáy của các bạn thì là góc SCA, đúng không?
Chỗ này thì mình đã giải thích với nhau quá nhiều rồi nên thôi, chỗ này mình vẽ hình nhanh thôi các bạn nhá. SCA này, đây, đây là góc giữa NC và mặt phẳng đáy. Bây giờ họ yêu cầu tính khoảng cách từ A xuống mặt phẳng SBC. Nào các bạn nghe này. Câu A này, tính khoảng cách từ điểm A cho tới mặt phẳng SBC. Sau khi các em vẽ xong hình thì các em sẽ nhìn lên bảng nghe thầy hướng dẫn về các cái bài toán tính khoảng cách. Các bạn chú ý này, khi mà các em tính khoảng cách từ một điểm cho tới mặt phẳng thì các em cố gắng xác định giúp thầy xem là nó rơi vào cấp độ số mấy trong những gì thầy đã hướng dẫn các em. Thì trước hết là các em đi xem này, là cái mặt phẳng SBC của bạn nó có phải mặt phẳng chứa chiều cao hay không, thì bạn mới thấy ra một điều là SA của bạn bài này là chiều cao, cho nên là SBC của bạn nó không chứa SA, vậy là nó không chứa chiều cao, thế thì nó không phải bài toán cấp độ 1. Thế thì khi không phải bài toán cấp độ 1, các em chuyển sang nhìn điểm xem là nó phải bài toán cấp độ 2 không, thì bạn mới thấy là A bài này nó chính là chân vuông góc của hình chóp, bởi vì bài này hình chóp này có SA vuông góc cho nên A là chân vuông góc, và nếu A là chân vuông góc thì nó thuộc cấp độ số mấy các bạn? Cấp độ 2 các bạn đang học. Vậy là bài toán này thuộc cấp độ số 2, và vì thế là mình phải dựa vào những cái kinh nghiệm của cấp độ 2 để các em làm. Vậy các bạn ghi như sau. Kinh nghiệm thầy đã cung cấp cho các bạn hết rồi. Vậy là phần dựng này. Với những cái bài toán mà các em dựng từ chân vuông góc thì các em sẽ làm nào? Việc đầu tiên là các em phải đi xét cái tam giác ở dưới. Các bạn chú ý nha. Các em đi xét cái tam giác ở dưới. Từ điểm A cho tới mặt phẳng SBC, thế thì tam giác ở dưới là cái tam giác các bạn bỏ đi nét đi. Cái tam giác ABC các bạn xét này. Tam giác ABC. Thế thì A của em là một cái là điểm mà các em sẽ tung ra các cái nét vẽ khoảng cách. Vì vậy là các em không xét điểm A nữa mà các em đi xét hai điểm còn lại và cố gắng nhớ lại trong ba trường hợp này. Các bạn phải cố gắng tìm xem là cái tam giác ở dưới này có vuông tại đỉnh gì hay không để mình làm cho nó nhanh. Thì nếu các bạn nhìn kỹ thì cái tam giác ABC, cái tam giác ở dưới ABC của em nó vuông tại đỉnh B các bạn. Và theo kinh nghiệm thầy vừa bày cho các bạn là gì? Nó vuông tại đỉnh gì thì các em dựng khoảng cách vào cạnh bên của đỉnh đấy. Tức là gì nhỉ? Nó vuông tại B thì các em sẽ đi dựng vào gì các bạn? Dựng vào SB, đúng không? Vậy là mình hiểu rằng là theo kinh nghiệm dựng thầy chỉ cho các em thì từ A các em dựng một đường AH vuông góc với SB thì đấy chính là khoảng cách, các bạn chú ý nhá. Đấy, từ A các bạn dựng một đường vuông góc xuống, đấy chính là khoảng cách. Đấy. Đi dựng AH vuông góc với SB. Vậy là phần dựng này. Theo kinh nghiệm của cấp độ 2 nhắc mình là tam giác ở dưới mà vuông tại B, các em dựng AH vuông góc với SB. Vậy các em sẽ có là dựng AH vuông góc với SB. Thì các em có thể suy được ra rằng là AH này chính bằng khoảng cách từ A cho tới SBC. Đúng chưa? Nhưng các em còn phải làm gì nữa? Các bạn phải chứng minh, chứ không phải là các bạn dựng không này. Nào bây giờ các em đi sang phần chứng minh này. Thế thì để chứng minh được AH là khoảng cách thì đồng nghĩa với việc là em đi chứng minh AH vuông góc với cả cái mặt phẳng SBC. Nhưng bây giờ các em muốn chứng minh AH vuông góc với mặt phẳng SBC thì em phải chứng minh nó vuông góc với hai đường trong SBC. Và các bạn thử nhìn xem giúp thầy nào. Ta có này. AH vuông góc với những cái gì? Thì thầy cũng nói luôn cho các bạn là luôn có một đường có sẵn. Thì ví dụ các em vừa dựng AH vuông góc với SB rồi, như vậy SB là đường có sẵn. Và một cái đường mà thường ấy nó nằm ở dưới các bạn. Thường là nằm ở dưới của cái mặt phẳng, tức là cái đường BC ấy, trong mặt phẳng SBC này thì đường BC là đường nằm ở dưới. Như vậy các em đi dựng AH vuông góc với BC. Đấy. Tuy nhiên là tại sao AH vuông góc với BC thì cái này là cái mà các em phải giải thích. Và chúng ta sẽ phải giải thích theo kiểu các em chứng minh ngược lại là gì? Là BC nó vuông góc với cái mặt phẳng này chứa AH. Và các bạn nhìn thử xem nào. BC của các em này nó vuông góc với mặt phẳng gì chứa AH các bạn? Các em có thể dễ dàng nhìn ra BC này vuông góc với mặt phẳng SAB, đúng không? Thì các em sẽ nhận xét như sau. Ta có là vì này BC vuông góc với cả AB là 1. BC vuông góc với SA là 2. Cho nên là BC sẽ vuông góc với cả cái mặt phẳng SAB. Và nếu BC vuông góc với cả cái mặt phẳng SAB thế thì nó vuông góc với AH là chắc chắn. Đúng không các bạn? Vuông góc với cả mặt phẳng thì phải vuông góc với AH. Vậy là AH vuông góc với SB, AH vuông góc với BC. Cho nên là các em suy được ra rằng AH sẽ vuông góc với cả mặt phẳng SBC. Và nếu AH vuông góc với cả mặt phẳng SBC, điều đó chứng tỏ là AH sẽ chính bằng khoảng cách từ A cho tới SBC. Đúng chưa? Vậy là các em có phần chứng minh AH này chính là khoảng cách. Bây giờ tiếp theo nào, các em đi tính. Để tính ra AH, tính đoạn AH, thì thầy cũng nhắc với các em rồi là phần lớn chúng ta sử dụng công thức một trên ở trong tam giác. Thì các em nhìn lại hình xem nào.
cái đoạn AH các em cần tính này, đoạn AH các em cần tính, các bạn thấy là 1 trên AH bình sẽ ra ba đường này, 1 trên SA bình cộng 1 trên AB bình. Đấy, và chúng ta sẽ viết vào nhá. Như vậy công thức này các bạn có là 1 trên AH bình thì bằng 1 trên SA bình cộng với cả 1 trên AB bình. Trong đó thì trong cái công thức này thì em có cạnh AB rồi. Các bạn có cạnh AB là A nhỏ để bài cho, nhưng các em chưa có cạnh SA. Thì các bạn nhìn lên hình thì hướng dẫn các bạn tính cạnh SA nhá. Các bạn thấy này, để tính được ra cạnh SA hỏi chấm bên này, các em cần xét vào cái tam giác SAC. Nhìn tam giác vuông SAC này các bạn. Trong tam giác vuông này tại sao mình có thể tính được? Bởi vì là mình đã có sẵn một góc 45 rồi. Người đã cho một góc 45 rồi. Nhưng để tính được SA thì các em cần thêm một cạnh nữa, đấy là cạnh AC. Nhưng cạnh AC các bạn có thể tính rất là nhanh, các bạn thấy không? AC của bạn trong tam giác vuông ABC thì các em sử dụng định lý Pythagore, các bạn lấy cái này bình cộng cái này bình thì ra được cái AC bình. Vậy các em hoàn toàn có thể tính được AC và từ góc 45 các bạn đập lên trên, các bạn ra được SA. Thấy nhá. Bây giờ các em sẽ tính nhỏ nhỏ sang bên này. Trước hết là các em có AC sẽ bằng là AB bình cộng với cả BC bình. Và thôi chỗ này các em tự thay số thì các em thể suy ra ngay AC bằng 2A nhỏ. Và nếu AC bằng 2A nhỏ, các bạn có thể suy ra là xét cái tam giác. Tam giác SAC là tam giác vuông cân. Bởi vì nó là tam giác vuông mà lại có thêm góc 45. Như vậy nếu vuông cân thì các em sẽ có là cạnh SA sẽ cũng bằng 2A nhỏ, bằng AC mà. Vậy các bạn có SA bằng 2A, các bạn có AB bằng A, vậy thay số vào. Vậy từ đây suy ra 1 trên AH bình, 1 trên AH bình phương sẽ bằng 1 trên SA tức là 1 trên 4A bình cộng với cả 1 trên AB. AB thì là A nhỏ, như vậy là A bình. Các em quy đồng mẫu lên. Bây giờ các em quy đồng mẫu này, các bạn có cho là 4A này, cho là 4 lên là 5, 5 trên 4A bình. Và các em tới các em suy được AH, các bạn tự đảo lên nhá. Như vậy là AH bình thì sẽ bằng 4A bình trên 5. Và các em căn nó ra, AH sẽ bằng 2A trên căn 5. Xong. Vậy các em tính được cạnh AH và có được cạnh AH, các em suy ra được khoảng cách từ A cho tới mặt phẳng SBC sẽ chính bằng 2A trên căn 5. Các em chú ý đáp số đây. Một lần nữa thầy nhắc lại cho các bạn này, mình đang làm bài toán trong cấp độ số 2. Tại sao mình biết nó cấp độ số 2? Bởi vì là điểm của các bạn là chân vuông góc. Khi mà các em dựng khoảng cách từ chân vuông góc, các em cần chú ý là các em đi xét cái tam giác ở dưới. Và tam giác này là vuông tại đỉnh nào thì các em dựng vào cạnh bên của đỉnh đấy. Còn trong trường hợp nó không vuông thì tí chúng ta sẽ tìm hiểu. Để cho các bạn, bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp các bạn ý B. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu cái ví dụ B. Là tính khoảng cách từ điểm A cho tới mặt phẳng SBD. Các em chú ý này, khi các em đi tính khoảng cách từ một điểm cho tới một mặt phẳng thì việc đầu tiên là các em cần phải quan sát xem là mặt phẳng nó có chứa đường cao hay không. Bởi lẽ là nếu nó chứa đường cao thì các bạn chuyển xuống bài toán cấp độ 1. Thì các bạn chú ý là mặt phẳng SBD của bạn bài này không chứa đường cao. Bởi vì đường cao của nó là gì các bạn? SA đúng không? Như vậy không chứa đường cao, vậy không phải cấp độ 1. Thế nếu không phải cấp độ 1 thì các em chuyển sang xem có phải cấp độ 2 hay không bằng cách là nhìn vào cái điểm A này. Thì các em thấy rằng là điểm A này chính là chân vuông góc của hình chóp, do bài này SA vuông góc với cả mặt phẳng đáy. Cho nên là mình sẽ chuyển bài toán này cấp độ 2. Thế thì để làm và dựng được một bài toán cấp độ 2 thì các bạn chú ý điều gì? Nào các bạn ghi này. Để có thể dựng được bài toán ở cấp độ 2, các em cần lưu ý như sau. Đấy là khi các em dựng khoảng cách từ chân vuông góc thì việc đầu tiên là các em phải quan sát cái tam giác ở dưới. Các bạn xem nhá, khoảng cách từ A cho tới SBD này. Thế thì em phải quan sát được tam giác ở dưới là tam giác gì? Các bạn bỏ để nghe thì thôi đúng không? Các em tam giác ở dưới của các em là tam giác ABD. Các bạn kéo cái tam giác ABD này vào và các bạn xem mà nó thuộc cái trường hợp nào trong những cái trường hợp mà mình đã cùng nhau có những cái kinh nghiệm dựng. Các em cùng nhìn cái tam giác ABD này các bạn. Trong tam giác ABD này thì đỉnh A chính là đỉnh mà các em tí nữa sẽ tung ra các cái nét vẽ. Thế thì các bạn chú ý một điều rằng là nếu tam giác ABD này của bạn là tam giác cần xét thì các em sẽ đi xét hai đỉnh B và D này. Các em xem nó rơi vào trường hợp số mấy. Thì bạn nhìn thấy là B và D của bạn rõ ràng là không vuông. Bởi vì là góc B to và góc D to đã vuông rồi thì B nhỏ với D nhỏ của bạn không thể nào vuông nữa. Cho nên là mình sẽ hiểu rằng mình rơi vào trường hợp số 3. Và trường hợp 3
thấy nhất các bạn dựng như thế nào thì các em có thể mở lại các bạn xem. Thế còn trường hợp 3 sẽ dựng nhà nhá. Đấy là khi các em phát hiện ra hai cái đỉnh còn lại không vuông này, các em sẽ tạo ra góc vuông bằng cách là từ A các em dựng một đường vuông góc xuống cạnh đối diện. Đây, từ A các bạn dựng một đường vuông góc xuống cạnh đối diện này. Xong kéo với đỉnh S. Em kéo với đỉnh S, rồi các em tung ra một cái nét vẽ chéo lên, check lên. Ví dụ AK. Còn đây ví dụ thầy gọi là AI đi. Được chưa? Vậy trường hợp 3 các em làm như sau. Từ điểm A là chân vuông góc, các bạn kẻ một đường vuông góc xuống cạnh đối diện. Xong em kéo về S, xong rồi các bạn check lên một đường AK. Đấy là trường hợp số 3. Và mình cũng sẽ dựng y xì như vậy. Các em có thể xem lại phần lý thuyết một chút nhá. Nào phần dựng này, các em đi dựng AI vuông góc với cạnh đối diện BD. Rồi em dựng AK vuông góc với SI. Thì từ đây các em có thể tự tin suy được rằng là AK của bạn chính bằng khoảng cách từ điểm A cho tới mặt phẳng SBD. Đây là mình dựng theo cái kinh nghiệm dựng thầy cung cấp cho các em thôi. Nhưng kinh nghiệm thì kinh nghiệm, các bạn vẫn phải đi làm sao? Đi chứng minh đúng không? Bây giờ để chứng minh được AK chính là khoảng cách, đồng nghĩa với việc em phải chứng minh AK vuông góc với cả cái mặt phẳng SBD. Đấy. Tuy nhiên để chứng minh AK vuông góc với SBD thì các bạn phải đi chứng minh nó vuông góc với cả hai đường thẳng trong SBD. Và các bạn có thể chỉ ra nào. Thứ nhất là AK vuông góc với cái gì các bạn? AK vuông góc với một đường có sẵn, đó chính là cái đường SI. Các em vừa dựng xong. Đây này, vừa dựng xong này. Nhưng bây giờ các em cần phải chứng minh thêm AK vuông góc với một đường nữa. Và thầy có lưu ý với các bạn rằng là cái đường này là cái đường thường nó nằm ở dưới cùng. Các bạn chú ý nhá, trong mặt phẳng SBD này thì cái đường nằm ở dưới cùng là đường gì các bạn? Đường S, đường BD đúng không? Vậy nó vuông góc với cả đường BD. Thế nhưng để chứng minh được AK vuông góc với BD thì chúng ta phải giải thích ngược lại một chút. Tức là em đi chứng minh BD vuông góc với cái mặt phẳng chứa AK. Thì các bạn có thể nhìn thấy là BD của các em này, nó vuông góc với mặt phẳng gì chứa AK các bạn? Nó vuông góc với mặt phẳng SAI. Bằng chứng tức là do BD vuông góc với AI là 1. Các em vừa dựng xong. BD này vuông góc với AI là 1. BD vuông góc với cả SA là 2. Cho nên là BD vuông góc với cả mặt phẳng SAI. Và nếu BD vuông góc với SAI thì chứng tỏ là BD này nó sẽ vuông góc ngược trở lại với AK. Đúng chưa? Đó, như vậy là mình sẽ có được phần chứng minh. Và từ hai dữ kiện vuông góc với hai đường thẳng, các em suy được ra rằng AK này vuông góc với cả cái mặt phẳng SBD. Và nếu AK vuông góc với SBD chứng tỏ một điều rằng AK chính bằng khoảng cách từ A cho tới SBD. Đấy, như vậy là chúng ta chứng minh được rồi. Nhưng nói tóm lại là các em cứ dựng theo kinh nghiệm thầy đưa cho các em thì bài nào các bạn cũng chính xác cả. Vấn đề là các bạn phải học thật kỹ và hiểu rõ cái cốt lõi của cái phương pháp này. Được chưa các bạn? Thế như vậy là chúng ta vừa xong phần dựng và phần gì các bạn? Chứng minh đúng không? Bây giờ chúng ta tiếp tục với phần tính nhá. Bây giờ chúng ta đi tính ra AK. Để tính ra AK các bạn xem này. Để các em có thể tính ra được đoạn AK thì các em cũng biết thừa là các em sẽ sử dụng công thức 1 trên. Tức là các em sẽ có là 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình, tẽ ra 3 đường nhá. SA, AK và AI này. 1 trên AK bình bằng 1 trên AI bình cộng 1 trên SA bình trong tam giác SAI mà các bạn. Tuy nhiên rằng là trong cái tam giác SAI này, cái cạnh này là cạnh cần tính này. Thế nhưng cạnh SA của bạn có chỉ có biết cạnh SA thôi, còn cạnh AI này chưa biết cách tính. Vậy bây giờ các bạn phải đi tính ra xem AI của bao nhiêu. Nhưng vì mình cũng học nhiều rồi, mình cũng có thể hiểu là AI của mình có thể tính theo công thức 1 trên. Tức là các bạn lại có là 1 trên AI bình bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AD bình trong cái tam giác vuông BAD đúng không? Vậy là bây giờ các em phải tính AI trước. Trước tiên này các em đi tính AI bằng cách là các em có 1 trên AI bình bằng với cả 1 trên AB bình cộng với cả 1 trên AD bình. Các em thay số nhá. AB bằng A nhỏ, AD thì bằng A căn 3, như vậy là 3 bình. Nếu các em cộng vào thì các em sẽ có chỗ này là 3 bình này, chỗ này là 3, 3 này. 3 cộng 1 là 4, như vậy nó là 4 trên 3 bình. Và các em có thể đảo ngược lại để các em suy ra rằng AI. Các em đảo ngược lại, AI đảo lên là 3 bình trên 4. 3 bình trên 4 rồi căn nó ra, nó là A căn 3 trên 2. Đấy là cạnh AI đã biết. Được chưa các bạn? Vậy là AI của em biết rồi. Thế thì bây giờ các em áp dụng hệ thức lượng trong cái tam giác vuông SAI này. 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AI bình. Các em áp dụng vào. Tiếp tục ta sẽ có này.
1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình cộng với cả 1 trên AI bình. Các em thay số nhá. SA ở câu A thầy đã hướng dẫn các em tính rồi, nó bằng 2A. 2A như vậy bình phương lên là 4A bình. Cộng với AI chúng ta vừa tính xong ở trên. Như vậy AI bình phương lên là 3 bình trên 4. Rồi. Để tính cái này các em đảo số 4 này lên này. Mẫu chung của các bạn bây giờ là 12. 12 như vậy các em nhân thêm đây là 3 này. Thế thầy tính nhầm thôi. Các em nhân thế này là 4, 4 x 4 là 16. 16 cộng 3 là 19. Chỗ này các em tự tính ra nháp nha, thầy đang tính nhầm. 19 trên 12 A bình. Vậy các bạn suy được ra, đảo lên và ra được AK. Vậy AK sẽ bằng, các tính ngay, các bạn tự tính ngay, 12 A bình trên 19 căn ra. Căn của 12 là 2A căn 3 trên căn 19. Và đấy chính là khoảng cách mà các em cần tìm. Vậy khoảng cách từ A tới SBD bằng 2A căn 3 trên căn 19. Đấy là cái kết quả thầy vừa tính xong. Bây giờ các em nhìn sang hình, thầy nhắc lại một lần nữa. Đây vẫn là bài toán thuộc cấp độ 2, bởi vì các em quan sát thấy rằng điểm của các em nó trùng với chân vuông góc. Thì nhớ, các em nhớ này, khi bài toán rơi vào cấp độ 2, các em cần phải nhìn cái tam giác ở dưới. Các em phải nhìn rõ tam giác ở dưới, tam giác ABD này, các bạn nhìn ở dưới xem nó có vuông tại đỉnh nào hay không. Còn nếu nó không vuông tại đỉnh nào, các em bắt đầu tạo ra theo trường hợp 3. Kẻ một đường vuông góc xuống cạnh đối diện này, dựng chéo lên đỉnh này và các bạn tỉa sang một đường. Đấy, các em tính cái đường ấy. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho các bạn hai cái ví dụ đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ ba. Ta tiếp tục tìm hiểu sang ví dụ thứ ba, câu C. Tính khoảng cách từ A cho tới mặt phẳng SDM với M là trung điểm của BC. Bây giờ các em đi lấy một cái điểm M là trung điểm BC này các bạn. Rồi các em tạo ra mặt phẳng SDM nào. Bây giờ các bạn tạo ra mặt phẳng SDM một cái, các em kéo các đỉnh này lại với nhau. SDM đúng không? Sau đó thì các bạn kéo vào đỉnh A này vào nữa. Rồi nào các bạn chú ý này. Đây, sửa lại cái DM này một chút. Để các bạn có thể tính được khoảng cách từ đỉnh A này cho tới mặt phẳng SDM thì các bạn chú ý như sau. Đấy là các em phải nhìn vào cái mặt phẳng ở trước này xem mặt phẳng có chứa chiều cao hay không. Các bạn thấy là mặt phẳng này không chứa chiều cao, như vậy các bạn loại bỏ phương án cấp độ 1. Tiếp tục các em nhìn vào điểm người ta yêu cầu xem có chân vuông góc không, thì bạn mới thấy là A của bạn chính là chân vuông góc. Và thế là nó thuộc cấp độ 2 rồi. Và nếu nó thuộc cấp độ 2 thì các em dựng phải dựng theo những cái trường hợp mẫu, trường hợp 3 trường hợp mẫu mà thầy đưa cho các bạn ấy. Bằng cách là trước hết là các em sẽ xét cái tam giác ở dưới là tam giác ADM. Nào các bạn nhìn xem nào. Tam giác ở dưới này là tam giác ADM này. Các bạn bỏ đỉnh S đi là thấy ngay nhá. ADM, xem mà tam giác này nó có vuông đỉnh gì hay không. A sẽ là đỉnh mà các em tung ra nét vẽ. Như vậy các em cần phải xem là M này có vuông không này, D này có vuông không này. D này thì chắc chắn là không vuông rồi, nhưng M thì liệu có vuông không các bạn? M này liệu có vuông không? Thì không biết là các bạn sẽ rất là khó để bạn biết thử xem là M nó có vuông hay không. Thế thì có một cách kiểm tra như sau giúp các bạn biết là M này có vuông hay không. Bằng cách là các bạn làm nhà nhá. Các em sẽ thấy là đây này, người ta cho cạnh này là A này, cạnh này là A căn 3 này. Vậy các em sẽ đi tính ra các cái cạnh của cái tam giác này các bạn này. Cái cạnh AM này của bạn, các em hoàn toàn có thể tính được là AM thì bằng AB bình cộng với cả BM bình. Hoàn toàn tính được nhá. Tiếp tục là MD này, MD của bạn này xem có tính được hay không. Các bạn thử tính MD thì bằng CD bình cộng với cả MC bình. Như vậy là các em tính được AM và em tính được MC. Rồi các em so sánh với cạnh AD này. Các em đem là lấy AM bình cộng với MD bình xem nó có bằng MD bình hay AD bình hay không. Nếu mà sau khi các em tính hết ra ba cạnh, các em bình phương hai cạnh này nhá, mà bằng với cái cạnh ở trên ấy thì chứng tỏ tam giác này vuông tại đây. Còn nếu bình phương lên tổng bình phương của hai cạnh này mà không bằng cạnh ở trên thì chứng tỏ một điều rằng nó không vuông. Và bài này thầy đã tính giúp cho các bạn rồi, là cái này bình cộng cái này bình thì không bằng cái này bình. Vậy M này không vuông. Các em nhớ là cái ý nghĩa của góc M này vuông rất quan trọng ấy nha. M này vuông hay không rất quan trọng. Nó phụ thuộc vào, nó ảnh hưởng tới cái cách dựng khoảng cách của mình. Vậy là sau một hồi thử thì mình biết là góc D không vuông, góc M không vuông. Thế nếu góc D không vuông, góc M không vuông thì các em cần phải chuyển sang trường hợp số mấy các bạn?
trường hợp số 3 đúng không? Trường hợp 3 là trường hợp hai đỉnh còn lại không vuông. Và trường hợp này yêu cầu các em cần này, thấy nhá các bạn này, từ A các em đi kẻ một đường vuông góc xuống cạnh đối diện. Đây, các em kẻ một đường vuông góc xuống cạnh đối diện, rồi các em kéo với đỉnh S. Đấy, rồi các em kéo với đỉnh S và các em tẽ một đường lên trên. Đấy, đấy được nhá. Và đây, AI đi, đúng không? Thì thầy gọi là AE chẳng hạn, vuông góc xuống. Được chưa? Vậy là chúng ta đã có được cái nét vẽ thế. Vậy trong bài dựng này, các em đi dựng AE vuông góc với cạnh đối diện là cạnh DM. Rồi các em cạnh AI vuông góc với cả SE. Đấy, mình đang dựng theo trường hợp số 3 mà các bạn. Rồi đây các bạn có thể suy ra rằng AI chính bằng khoảng cách từ A cho tới SDM. Đấy nhá. Tức là vừa rồi là mình sử dụng một số kỹ năng để mình phát hiện ra nó thuộc trường hợp số 3. Rồi mình cứ thế mình dựng. Thế bây giờ chứng minh. Thôi chứng minh thì thầy đã chứng minh cho các em hai bài trước rồi. Thì phần này chứng minh các em tự chứng minh. Một đường có sẵn và một đường ở dưới. Các bạn chú ý nhá. Và bây giờ đến phần tính nào. Bây giờ các em sang phần tính. Để tính được khoảng cách, tức là tính được AI, thì các em sẽ có công thức là 1 trên AI bình bằng 1 trên SA bình cộng với 1 trên AE bình. Trong đó thì SA lúc nãy các em tính ra bằng 2A rồi. Thế còn AE này bằng bao nhiêu thì chúng ta cùng nghĩ cách tính để xem. Là các bạn sẽ nghĩ xem cách tính của AE này là gì. Đúng không? Đấy, thì các bạn chú ý như sau này. Nếu các bạn không thể tính được ngay AE, các em sử dụng công thức này. Các bạn xét diện tích của cái tam giác AMD. Diện tích của tam giác AMD này. Diện tích này bằng cái gì các bạn? Diện tích này có hai phương án tính. Công thức tính diện tích tam giác bằng 1/2 đáy nhân chiều cao. Nếu các bạn coi DM là đáy nhá, các bạn coi DM là đáy thì nó là DM nhân với chiều cao tương ứng là chiều cao AE. Thế nhưng nếu các bạn coi AD là đáy nhá, nếu các bạn coi AD là đáy này. AD là đáy, thế thì chiều cao của cái tam giác này là chiều cao hạ từ M xuống, M vuông góc xuống đây này. Và chiều cao này vô tình nó sẽ bằng cạnh gì các bạn? Nếu hạ vuông góc xuống đây, vô tình nó sẽ bằng cạnh AB. Đúng không? Vậy diện tích tam giác ADM cũng có thể tính bằng 1/2 AD nhân với cả AB. Đấy. Thế và trong đó thì các em thấy là AD người ta cho rồi này, AB họ cũng cho rồi này. DM các em có thể tính được dễ dàng, các em tính được DM. Vậy khi mà các bạn có tất cả những cái số này rồi thì các em sẽ tính được AE ngay thôi, đúng không? Bây giờ các em chịu khó tính thêm DM một lần nữa. Các bạn làm DM này. Muốn tính ra cạnh DM thì các em xét tam giác vuông đây, DMC. Xét tam giác vuông DMC, các bạn có DM bình sẽ bằng DC bình cộng với cả CM bình. Rồi đây các em thay số vào. DC thì bằng A bình cộng với cả CM là A căn 3 nhưng trên 2 đi, đúng không? Một nửa mà. A căn 3 trên 2 tất cả bình. Và cái này sẽ bằng chỗ này là 3A bình trên 4, 3 bình trên 4 cộng 1 thành 7A bình trên 4. 7A bình phương trên 4. Vậy nếu DM bằng 7A bình trên 4, thế thì DM bình suy ra này. DM sẽ bằng căn ra các bạn, A căn 7 trên 2. Rồi, vậy là các em có cạnh DM. Trong cái hệ thức ở trên các em mẹ thấy này, trong cái hệ thức ở trên các bạn có DM nhân AE bằng AB nhân AD. Vậy là DM AE này, cái cần tìm sẽ bằng AD nhân AB chia cho DM. Và các bạn có thể dễ dàng suy được ra nào. Đây, từ đây các em suy ra nhỏ cho anh nhá các bạn nhá. Suy ra rằng là AE là cái cần tìm sẽ bằng AD nhân với cả AB tất cả chia cho DM. Đấy. Và các em thay số vào thôi. AD thì bằng A này. A căn 3, A bình căn 3 chia cho DM là A căn 7 trên 2. Rút gọn đi một chút, các em sẽ có đáp số là 2A căn 3 trên căn 7. Đấy là chính là cạnh AE. Đúng chưa? Thế thì sau khi có tính xong cạnh AE thì các bạn này, sau khi các em tính xong cạnh AE ở bên này thì các em có một điều là có AE này, có SA này, các em dễ dàng tính được AI. Các em sử dụng công thức là 1 trên AI bình bằng 1 trên cái này bình cộng 1 trên cái này bình. Thì các em hoàn toàn có thể tính được nhanh ở AI. Nhưng như vậy là cái phần vừa rồi thầy vừa trình bày cho các bạn về cái cách tính khoảng cách từ A đến EBD. Khâu cuối các em cố gắng các em tự tính. Tại vì chúng ta đã tìm hiểu nhiều rồi. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho các bạn ba cái ví dụ nhỏ trong cái bài tập số 1. Bây giờ chúng ta hãy chuyển tiếp sang ví dụ số 2. Chúng ta tiếp tục đến với cả ví dụ thứ hai trong cái phần khoảng cách từ chân vuông góc cho tới mặt phẳng. Đây là mình quy định nó là bài toán ở cấp độ 2. Được chưa?
Các em sẽ nhanh chóng các em vẽ giúp thầy một cái hình vào. Đấy, bên này là hình thang vuông này. Các bạn, còn đấy là hình thang vuông. Thế thì đây, các bạn vẽ một hình thang vuông. Và có đáy lớn gấp đôi đáy bé. Các bạn vẽ chính xác đáy lớn gấp đôi đáy bé nhá. Ok. Sau cái bài này thì các em sửa giúp thầy cho em là SH vuông góc với đáy các bạn nhá. SH vuông góc với cả đáy. Các em có A này, B này, C này, D này. Rồi. Hình thang vuông tại A và B, các em đánh dấu hai góc vuông vào. Người ta gọi H là trung điểm của AD, AC. Các em sẽ đi gọi H là trung điểm AC, A đây. Rồi họ nói SH vuông góc, tức là từ H các em dựng lên một đường vuông góc với cạnh. Đấy. Rồi các em đem kéo xuống các đỉnh còn lại. Rồi, các bạn có đỉnh H này. Rồi, sau đó thì đây, thầy vẽ lại cái điểm cao rồi nhá. Ok, các bạn ký hiệu các độ dài các cạnh vào. AB bằng 2A này, BC bằng 2A, AD bằng 4A. Bây giờ họ yêu cầu các em tính khoảng cách. Người ta cho ra bằng họ cho ra bằng 2A rồi. Ok, nào bây giờ các em đi tính khoảng cách từ H cho tới SCD. Nhưng thầy có một cái lưu ý giúp các bạn một điều rằng là ở bài tập, đây là một cái bài tập rất tiêu biểu mà các bạn cần phải nhớ. Đấy là cái bài tập về hình thang vuông này. Hình thang vuông mà có đáy lớn gấp đôi đáy bé và bằng với cả chiều cao. Đáy lớn gấp đôi đáy bé bằng chiều cao. Đây là một cái bài tập mà trong những bài giảng trước thầy đã nhắc cho các em một lần rồi. Còn những ai mà các em mới học thì các em có thể các em nhìn lại thầy chứng minh và thầy nhắc nhở các bạn trong cái khối hình thang vuông này. Các bạn chú ý nhá, với cái hình thang vuông mà các em gặp phải ấy, có đáy lớn gấp đôi đáy bé và có một cạnh bằng chiều cao này, thì bao giờ cũng sẽ tồn tại một góc vuông tại C. Chắc chắn sẽ tồn tại góc vuông tại C. Nhưng cái việc của các em đấy, em chứng minh ra. Những ai các em biết phần chứng minh này rồi, các em phải tua nhanh. Thế còn những ai mới học thì các em xem thầy chứng minh lại cho các em một lần nữa. Còn các em có thể tự tìm những bài giảng trước các em xem nhá. Để chứng minh được góc C vuông này, các em sẽ làm thao tác như sau. Các em gọi M là trung điểm của CD. Rồi các em kéo MC lại giúp thầy. Đây. Các em gọi M là trung điểm của CD, rồi các em kéo MC lại. Thì thầy và cùng các bạn nhận xét như sau này. Xét cái tứ giác AMCB. Tứ giác AMCB này có cạnh AM, các bạn thấy này, AM sẽ bằng một nửa cạnh gì nhỉ? AD đúng không? Thế thì cái tứ giác AMCB này có AM bằng 2A. Thế mà AM lại còn song song. Như vậy bạn có AM song song và bằng với BC. Song song và bằng thì nó là hình gì các bạn? Bình hành. Vậy là AMCB của bạn là hình bình hành. Hình bình hành lại có góc vuông A bằng 90. Thế thì nó hóa thành hình chữ nhật. Mà hình chữ nhật cuối cùng lại có hai cạnh bên này bằng nhau này các bạn này. Các cạnh bên bằng nhau. Như vậy hình chữ nhật này hóa thành hình vuông. Vậy các em có thể thấy ngay rằng là cái tứ giác AMCB của bạn là hình vuông. Và nếu tứ giác này là hình vuông, nó sẽ có bốn cạnh bằng nhau. Bốn cạnh bằng nhau tức là nó là cái gì đây các bạn? Cạnh này cũng bằng 2A, đúng chưa? Và nếu cạnh này bằng 2A, các bạn xem này. Nếu cạnh CM bằng 2A thì vô tình CM của các em bằng một nửa cạnh AD. Và nếu CM bằng nửa cạnh AD mà CM là trung tuyến, trung tuyến bằng nửa cạnh tương ứng, nó là tam giác vuông. Để các bạn chú ý nhá. Và chúng ta chứng minh được cái góc C này là góc vuông. Bây giờ thì các em làm như sau này. Trước khi mình vào bài toán, các em nên chứng minh góc này là góc vuông, bởi nó là cái sự kiện rất quan trọng. Các em đi gọi M là trung điểm của AD này. Rồi bây giờ các em đi xét cái tứ giác. Các bạn xét tứ giác AMCB. Cái tứ giác này của các em nó sẽ có các yếu tố sau. Thứ nhất là AM song song với cả BC. Thứ hai là AM sẽ bằng với BC vì cùng bằng 2A. Thứ ba là tứ giác này có góc A bằng 90. Như vậy hai dữ kiện này cho các em là hình bình hành này, dữ kiện này cho các em là hình chữ nhật. Và cuối cùng các em có AB hai cạnh liên tiếp bằng nhau bằng BC. Vậy tứ giác này là hình vuông. Các bạn suy được ra là tứ giác AMCB là hình vuông. Là hình vuông. Và nếu nó là hình vuông, các em có thể dễ dàng suy ra CM bằng tất cả cạnh còn lại và suy ra CM bằng 2A. Vậy CM bằng 2A nhỏ. Xong. Sau khi có CM bằng 2A, các em tiếp tục xét tam giác ACD. Các bạn xét tam giác ACD này. Trong tam giác này các em thấy CM là đường trung tuyến, mà đường trung tuyến CM
lại bằng 1 phần 2 cạnh tương ứng là 1 phần 2 cạnh AD này. Cho nên các bạn có thể suy ra rằng tam giác ACD này là tam giác vuông tại C. Và chứng tỏ một điều rằng là AC vuông góc với cả CD. Đấy, và các bạn tích nó vào. Có một góc vuông ở đây. Thầy nhắc lại với các bạn rằng đây là cái dữ kiện rất quan trọng trong cái bài tập về hình thang vuông, bởi vì nó sẽ giải quyết hầu hết các cái bài tập về các cái bài toán liên quan tới hình thang vuông này. Thế nhưng các em nhớ lại là câu hỏi các bạn không phải là đi chứng minh cái này, chẳng qua là theo kinh nghiệm thì các bạn đi chứng minh thôi. Chứ còn câu hỏi chính của các bạn phải là tính khoảng cách. Vậy các bạn nhìn sang bên này giúp thầy nhá. Chúng ta sẽ tính khoảng cách câu A này từ H cho tới mặt phẳng SCD. Từ H tới SCD nào. Bây giờ cùng nhau nhẩm lại một chút để các em có thể tính được khoảng cách từ một điểm cho tới một cái mặt phẳng. Các em cần để ý rằng nó thuộc cấp độ số mấy mà thầy đã đưa ra. Các em chú ý rằng SD của bạn là gì nhỉ? Cái mặt phẳng SD của bạn là mặt phẳng không chứa đường cao, tại vì đường cao bằng nhà là SH, cho nên là không phải cấp độ 1. Nếu không phải cấp độ 1, các em chuyển sang xem có phải cấp độ 2 hay không, bằng cách là các bạn quan sát điểm H này. Điểm H của các em là có phải chân vuông góc không? Có là chân vuông góc, bởi vì bài này SH vuông góc ở đáy. Các bạn chú ý nhá, SH vuông góc ở đáy. Vì vậy là H này là chân vuông góc. Thế thì khi mà người ta yêu cầu các em dựng khoảng cách từ chân vuông góc, các em sẽ dựng theo 3 cái trường hợp thầy đưa ra. Là bây giờ các em quay trở lại bên hình, các bạn nhìn thử xem nào. Họ đang yêu cầu các em dựng khoảng cách từ H cho tới mặt phẳng SCD này. Vậy nếu các bạn muốn dựng khoảng cách từ H cho tới SCD thì việc đầu tiên là các em cần phải nhìn cái tam giác ở dưới. Các bạn nhìn tam giác ở dưới là tam giác gì? Tam giác HCD này. Các bạn kéo tam giác HCD này vào giúp thầy. Các em đem kéo tam giác này vào nhá. Đó. Các em nhìn thử cái tam giác HCD này của em xem nó có điều gì đặc biệt. HCD này. Bây giờ muốn biết là các em dựng khoảng cách từ H như thế nào ấy, các em cần nhìn lại là hai đỉnh CD này xem có vuông hay không. Và rất may rằng mình vừa chứng minh góc C này vuông. Vậy theo kinh nghiệm thầy hướng dẫn các bạn là gì? Tam giác ở dưới vuông tại đỉnh nào, các em sẽ dựng vào cạnh bên của đỉnh đấy. Vậy là từ H nào? Từ H các em đem dựng cái gì các bạn? Dựng một đường H gì đấy vuông góc với cạnh SC. Tại vì vuông tại C thì mình dựng vào SC mà. Vậy theo kinh nghiệm này các em đi dựng HK vuông góc với SC thì HK này chính xác là khoảng cách. Đúng chưa các em? Thế như vậy là các bạn biết rằng HK này là khoảng cách nhá. Xong này. Nhưng bây giờ để tính ra HK thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì các em chú ý như sau. Để tính ra HK các em thừa biết là HK sẽ bằng này, 1 trên HK bình thì bằng 1 trên HC bình cộng 1 trên SH bình. Trong đó thì HC của em có thể dễ dàng tính được, bởi vì HC của bạn thì bằng một nửa cạnh AC, do H là trung điểm mà. HC bằng một nửa AC, thế mà AC các bạn nhìn có dễ tính không này? AC các bạn thấy hình tam giác vuông này không? Tam giác vuông này có cạnh này, có cạnh này này. Pythagore một cái là các bạn tìm ra AC ngay. Và nếu có AC các bạn có thể đơn giản tìm ra HC. Vậy là xong HC nhá. Tiếp tục là SH. Muốn tính SH thì các bạn làm cái gì đây? Thì các bạn mới nhìn tiếp là muốn tính ra cái SH này các bạn sẽ xét tam giác SHA. Tam giác SHA này của bạn thì có cạnh huyền là 2A này. Có cạnh HA rồi. HA bằng HC mà, trung điểm. Do vậy các bạn lấy cái này bình, trừ cái này bình các bạn cũng ra được SH bình. Và vì thế là các em có thể tính được tất cả các cạnh này. Bây giờ chúng ta tính nhanh chóng bài này nhá. Trước hết là các em đi dựng này. Dựng thì các em sẽ có là các em đi dựng HK vuông góc với SC. Bởi vì các bạn nhận thấy là tam giác HCD của bạn là vuông tại C, cho nên là các bạn suy ra được HK này chính là khoảng cách. Việc chứng minh thì thầy nhường các bạn chứng minh, bởi vì thầy đã hướng dẫn các bạn chứng minh rất nhiều trong ví dụ 1 rồi. Các em tự chứng minh nhá. Và bây giờ các bạn sang phần tính. Đấy, chúng ta cũng vừa nhắc với nhau xong là để tính HK, các em sẽ tính HC và tính SH. Bây giờ các bạn nhanh chóng tính HC này. Muốn tính HC các bạn tính AC trước. Các em có thể có là AC sẽ bằng là AB bình cộng với cả BC bình. Và nó sẽ bằng 4A bình cộng 4A bình là 8A bình. Vậy suy ra rằng AC căn ra sẽ bằng 2A căn 2. Và nếu AC bằng 2A căn 2, các em chia đôi nó ra. Như vậy em có HC sẽ bằng A căn 2. Vậy bạn có HC bằng A căn 2, xong. Tiếp tục là sau khi có xong HC này, đòi hỏi các em bây giờ phải đi tính SH. Muốn tính SH các bạn lấy cái này bình, trừ cái này bình là xong. Vậy các bạn có SH bình. Tiếp theo nào. SH bình
sẽ bằng SA bình trừ cho AH bình. SA bằng 2A là 4A bình. AH thì vừa bằng HC, bình lên là 2A bình. Như vậy nó cũng bằng 2A bình. Vậy nếu thế thì SH của bạn căn ra cũng sẽ bằng A căn 2. Được chưa? Vậy từ đây các bạn có công thức cuối cùng là công thức 1 trên HK bình bằng 1 trên SH bình cộng với cả 1 trên AC bình, HC bình. Và từ đây các bạn phải dễ dàng tính ra HK. HK các em thay số vào 2A bình cộng 2A bình. Như vậy HK bằng A nhỏ. Phần này các em tự thay số các em tính nhá. SH đây các bạn thay xuống này, HC các bạn thay xuống và các bạn tự tính. Vậy khoảng cách này bằng A nhỏ. Như vậy thầy vừa nhắc các bạn xong là về một cái bài tập về dựng khoảng cách từ chân vuông góc tới mặt phẳng. Các bạn thấy rằng là cái vai trò của góc vuông ấy nó rất quan trọng. Góc vuông có thể có sẵn nhưng góc vuông có thể phải chứng minh ra nó là góc vuông. Tại vì có góc vuông các bạn mới có kinh nghiệm dựng. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ B. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu B nào. Câu B họ yêu cầu các bạn tính khoảng cách từ H cho tới SAB này. Một lần nữa nhắc lại với các bạn rằng khi nhìn câu khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng các bạn xem nó cấp độ mấy đã. Các bạn có là xem SAB này chứa đường cao không các bạn? Đường cao là SH, như vậy SAB không chứa, không phải cấp độ 1. H này có phải chân vuông góc không các bạn? H này chính là chân vuông góc, như vậy nó là cấp độ số 2 đúng không? Sau này khi các bạn thấy là H không phải chân vuông góc ấy thì các bạn chuyển sang cấp độ 3, các bạn nhớ nhá. Nhưng bây giờ mình đang ở cấp độ 2. Như vậy là bây giờ xem này, muốn dựng khoảng cách ở cấp độ 2 các em sẽ đi làm sao nhỉ? Các em đi xét tam giác ở dưới bằng cách là các bạn bỏ đỉnh S đi này. Các em xét tam giác ở dưới là tam giác HAB. Nào các bạn nhìn tam giác HAB này, HAB. Các bạn em kéo cái tam giác này lại. Rồi. Bây giờ để dựng khoảng cách từ chân vuông góc tới mặt phẳng đối diện, các em xét tam giác ở dưới, cố gắng tìm xem là hai đỉnh còn lại nó có vuông hay không. Các bạn có là H là đỉnh mà mình tung ra nét vẽ thì mình không xét này. Các em đi xét A xem có vuông này, B xem có vuông không này. Thì các bạn mới thấy một điều rằng là A có vuông không? Không vuông, tại A to vuông rồi. D có vuông không? Không vuông, tại vì D to vuông rồi đúng không? Vậy là hai đỉnh còn lại không vuông. Thế thì các em sẽ dựng theo trường hợp số mấy các bạn? Dựng theo trường hợp số 3 đúng không? Trường hợp 3 thì các bạn sẽ dựng nhau. Từ H các em dựng một đường vuông góc xuống cạnh đối diện. Đấy. Từ H các bạn dựng một đường vuông góc xuống cạnh đối diện này. Rồi các bạn kéo về đỉnh gì các bạn? Các em đi kéo về đỉnh S. Đấy. Rồi các em tỉa lên một đường. Đây, ví dụ các bạn tỉa lên nét đứt nha các bạn. HI chẳng hạn. Thế thì HI này chính là khoảng cách từ H tới SAB theo trường hợp số 3. Vậy các em đi dựng này. Ví dụ các bạn đi dựng HE vuông góc với cạnh đối diện là cạnh AB. Và dựng HI vuông góc với SE. Và các bạn sẽ suy ra rằng HI này sẽ chính bằng khoảng cách từ H tới SAB. Đấy, các em chú ý nhá. H xuống SAB. Sau đây các bạn đi tính thôi. Chứng minh thì các em tự chứng minh, tại vì chúng ta đã chứng minh nhiều trong ví dụ trước rồi. Các em đi tính này. HI bình nhỉ? 1 trên HI bình bằng 1 trên SH bình cộng 1 trên gì nhỉ? HE bình. SH các em vừa tính ra là A căn 2, đúng không? Các bạn tính rồi. Thế thì còn HE thôi. HE là một đường khá là quen thuộc. Khá là quen thuộc trong cái bài toán này. Đấy là đường trung bình trong tam giác ABC. Lý do bởi vì HE song song với BC. Và HE đi qua trung điểm của AC. Như vậy HE là trung bình. Trung bình là có độ dài bằng một nửa. Vậy nếu chỗ này là 2A thì chỗ này là gì các bạn? A nhỏ, một nửa mà. Vậy các bạn có HE có rồi, SH có rồi. Bây giờ cứ 1 trên là các bạn tính ra, đúng không? Thầy sẽ làm nhanh câu này nhá. Sau khi dựng xong các anh chứng minh này, chứng minh các em tự chứng minh giúp thầy. Giống những ví dụ trước thôi. Sau các bạn có là 1 trên HI bình bằng 1 trên SH bình cộng với cả 1 trên gì các bạn? 1 trên HB bình, HE bình. Các em có SH bằng A gần 2, như vậy nó là 1 trên 2A bình cộng với cả HE các em vừa chứng minh. Thôi các bạn tự chứng minh giúp thầy nhá. HE của bạn sẽ bằng A nhỏ. Đấy. Vậy là các em có thể suy ra rằng là các bạn có đáp số này, 2 lên là 3, 3 trên 2A bình. Và căn nó ra đáp số SHI của bạn sẽ bằng A căn 2 trên căn 3. Và đấy chính là khoảng cách. Được chưa các bạn? Như vậy thầy muốn nhắc các bạn một điều này. Tuy là chúng ta mới làm hai ví dụ nhưng mà trong một ví dụ đầu tiên có 3 câu, ví dụ thứ hai có 2 câu. Chúng ta bảo là chúng ta đã làm 5 câu rồi. Vẫn còn rất nhiều trường hợp khác nhưng với những chân vuông góc khác. Thế nhưng các em cần phải nhớ cái cốt lõi của bài toán là dựng khoảng cách từ chân vuông góc
thì các em phải xét cái tam giác ở dưới. Chứ bây giờ thầy cũng không thể nào thầy lấy hết tất cả ví dụ, chữ hết ví dụ cho các bạn được. Phần còn lại các em làm trong phần bài tập tự luyện được đính kèm ở dưới thì các em sẽ thấy là cái phần khoảng cách này nó không phải là khó. Các em chú ý giúp thầy nhá. Khi mà các bạn làm khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng, các em cố gắng giúp thầy là xem nó thuộc cấp độ số mấy, kinh nghiệm dựng khoảng cách thầy đã hướng dẫn như thế nào. Bây giờ chúng ta vừa học xong cái cách dựng số 2, tức là cấp độ 2. Buổi sau các bạn sẽ học về cấp độ số 3 là cấp độ tính khoảng cách cao nhất. Thì lúc đó thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại một số bài toán tương tự như này. Thế còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.